Thưa quý thính giả, trong hai bài trước, Chân Văn đã tổng hợp và tường trình về những nội dung có liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Tổng cục 2, cũng như lối xử lý hết sức khó hiểu của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Tổng cục 2. Ở bài này, Chân Văn phỏng vấn một số nhân vật có liên quan hoặc là trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc tố cáo các sai phạm tại Tổng cục 2. Mời quý vị cùng nghe. Đến nay, hầu hết những người từng lên tiếng yêu cầu xem xét, xử lý các sai phạm ở Tổng cục 2 trong giai đoạn từ cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000 đến năm 2005 như ông Phạm Văn Sô, Đại tướng Chu Huy Mân, Thượng tướng Lê Ngọc Hiển, Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, Trung tướng Đồng Văn Cống, Trung tướng Nguyễn Hòa đều đã qua đời. Phần lớn những người còn lại thì già yếu, bệnh tật. Chúng tôi đã thử gọi điện thoại, phỏng vấn một số người để xin thêm ý kiến của họ về vụ Tổng cục 2, cũng như suy nghĩ, thái độ của họ về cách xử lý vụ này của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuộc phỏng vấn đầu tiên được thực hiện với cựu trung tá Vũ Minh Ngọc, nhân vật đã từng gửi thất trảm sớ. Người nhấc điện thoại là vợ cựu trung tá Vũ Minh Ngọc. Bà cho biết. Bây giờ ông cháu là đương bị bệnh trí nhớ không tốt lắm, nhưng mà thôi cũng để ông cháu gặp cho nó khuây khỏa. Có người gọi, có phải bác Ngọc không, muốn hỏi chuyện. Đây ông nghe. Tuy đang trong tình trạng bán thân bất toại kèm nhiều chứng bệnh khác, sức khỏe rất kém, song khi nghe đề cập đến Tổng cục 2, cựu trung tá Vũ Minh Ngọc, 82 tuổi, vẫn cố gắng xác nhận với chúng tôi qua một cuộc trao đổi ngắn. Sau khi bác gửi thư, đến nay có hồi báo gì không ạ? Chưa có hồi báo gì ạ. Từ khi bác gửi thư, các cơ quan chức năng có cử người đến hỏi thăm thêm về những nội dung trong thư không? Không ạ. À, hiện nay vụ Tổng cục 2 cũng vẫn cứ còn như cũ phải không ạ? Vâng. Cuộc phỏng vấn thứ hai, theo dự tính sẽ thực hiện với ông Nguyễn Văn Thi, vẫn được gọi là Năm Thi, chủ nhiệm hậu cần Bộ Tư lệnh Miền, giai đoạn trước tháng 4 năm 1975, có 69 tuổi đảng, người mà từ năm 1986 đã gửi 6 lá thư yêu cầu lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết hàng loạt vấn nạn trong đảng, trong đó có vụ Tổng cục 2. Đến tháng 2 năm 2006, ông Nguyễn Văn Thi tiếp tục gửi lá thư thứ 7, trực tiếp phê bình Tổng Bí Thư, các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 9 vì đã hành xử không dân chủ với ông, cũng như những đảng viên khác đã từng gửi các thư tương tự. Tuy nhiên chúng tôi không thể trò chuyện với ông. Và ông giải thích. Nhà tôi bệnh nặng lắm, đang nằm nhà thương. Anh ạ, đúng ra là ông cũng không có còn tỉnh nữa. Anh hỏi nó quá muộn rồi. Vấn đề đó anh đừng hỏi nữa. Vì những vấn đề có liên quan đến những người như ông Cống, ông Sô này kia nọ. Nói chung là người ta đã là đền thờ của ông Đồng Văn Cống này kia nọ rồi. Nói chung tôi chỉ mong rằng là đừng có ai nói thêm về những việc như thế và cũng không muốn nghe, cũng không được rảnh tâm lắm. Dù Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 đã từng xác định đóng lại vụ Tổng cục 2, song trong lá thư thứ 7, ghi ngày 3 tháng 2 năm 2006, gửi Hội nghị Trung ương lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9, ông Nguyễn Văn Thi vẫn tiếp tục khẳng định ý kiến này do Thanh Quang đọc lại. Trách nhiệm đó trước hết thuộc về người đứng đầu là đồng chí Tổng Bí Thư, đến Bộ Chính trị mà tôi và nhiều đảng viên trong cả nước cho rằng Trung ương Đảng khóa 9 đã tiếp tục duy trì ảnh hưởng của hai ông Đỗ Mười và Lê Đức Anh vì nể nang hoặc cố tình để bảo vệ chức danh do nhờ hai ông này mà có được. Không đưa ra giải quyết các vụ án này là che giấu khuyết điểm của Trung ương chính đã tiếp tục kéo dài từ khóa 4 đến nay để bảo vệ quyền lợi cá nhân của một số người, bất chấp uy tín của toàn đảng và tiếp tục không muốn đổi mới để cải cách hệ thống chính trị và quản lý nhà nước, không muốn thay đổi nhân sự lãnh đạo Trung ương đảng bằng những người trong sạch, có đức, có tài, có uy tín trong toàn đảng, toàn quân và toàn dân. Hậu quả là đảng viên chân chính cả nước sẽ tiếp tục đấu tranh để chỉ rõ trách nhiệm thuộc về Ban Chấp hành khóa 9, mà người đứng đầu là đồng chí Tổng Bí Thư. Thực tế cho thấy, điều ông Nguyễn Văn Thi khẳng định hoàn toàn chính xác. Ngày 16 tháng 12 năm 2008, Trung tá Vũ Minh Chí đang làm việc tại Tổng cục 2 đã gửi một lá thư dài 13.000 chữ khẳng định. Tổng cục 2 hiện làm cho quân đội ta, đảng ta, nhà nước ta đang gặp phải hiểm họa vô cùng to lớn, ngay từ bên trong, ngay ở bên trên.
cơ quan này hiện khủng hoảng trầm trọng và toàn diện về lý luận, tư duy nghiệp vụ, phương châm, phương pháp, thủ đoạn, nề nếp, chế độ công tác, tổ chức lực lượng. Theo Trung tá Chí, ngoài ông Nguyễn Chí Vịnh, Trung tướng Tổng cục trưởng, từng bị Đại học Kỹ thuật Quân sự đuổi học khi còn là sinh viên sĩ quan vì hạnh kiểm kém, Tổng cục 2 đang là nơi dung dưỡng nhiều người thiếu kinh nghiệm, kiến thức, tư cách, thậm chí có tiền án, ham danh, hám lợi, song vẫn thăng tiến rất nhanh cả về cấp bậc lẫn chức vụ, bởi là thân nhân, thân hữu hoặc là thủ túc của ông Nguyễn Chí Vịnh. Trong thư, Trung tá Chí viết, Nam Nguyên thuật lại ý kiến của Trung tá Chí. Chúng làm điệp báo nhưng không tổ chức xây dựng điệp viên, tình báo viên mà nghĩ ra khái niệm cán bộ mật, cán bộ diện B để đưa từ bên ngoài quân đội vào tổ chức điệp báo hàng ngàn người. Mà nếu xét theo nguyên tắc, yêu cầu của điệp báo chiến lược thì hoàn toàn không có khả năng điệp báo, đặc biệt là về mặt quân sự. Phần lớn số này là người thân quen của chúng với các cộng tác viên mật cũng có tình trạng tương tự. Điều kỳ lạ là trong số cán bộ mật, cộng tác viên mật đó, có rất nhiều người đang làm việc trong các cơ quan quân dân chính đảng của ta. Một số người còn là cán bộ cấp cục, vụ viện trở lên trên khắp thế giới. Từ xưa tới nay chỉ có chúng làm điệp báo chiến lược mà không xây dựng điệp viên, tình báo viên. Chúng dùng tổ chức và hoạt động điệp báo làm bình phong, dùng kế hoạch điệp báo làm công cụ chủ yếu để bòn rút công quỹ. Có thể khẳng định trong 10 năm trở lại đây, tất cả các kế hoạch điệp báo có mức kinh phí đáng kể của Tổng cục 2 đều ít nhiều mắc sai phạm về mặt kinh tế tài chính. Nếu thanh tra, kiểm tra, kiểm toán một cách chặt chẽ, chắc chắn sẽ phát hiện ra nhiều vụ tham nhũng lớn, nhiều tên tham nhũng lớn. Thư của Trung tá Vũ Minh Trí còn nhiều nội dung đáng chú ý khác và người hâm lại vụ Tổng cục 2. Trung tá Vũ Minh Trí nói gì với Đài Á Châu Tự Do? Mời quý vị đón nghe bài 4.